Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh ô tô cũ Mê Linh. Và xin trân trọng giới thiệu với các bạn, hôm nay sẽ làm video về một con Getra nhập khẩu đời 2010, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới các bạn nhé, chưa ra tên cho ai một lần nào. Và chiếc xe này bạn nào thực sự phải là yêu những dòng xe nhập thì các bạn sẽ gọi cho mình. Bởi tại sao? Đây là một mẫu Getra, nó sản xuất năm 2010, bản đủ được trang bị là 4 quả la răng đúc theo xe và bản 2 túi khí, phanh ABS, gương kính cụp xòe. Đấy các bạn nhé, đó là bản đủ của dòng Getra nhập khẩu đẹp như tranh. Và máy của con này thì máy của nó là máy 1.25 các bạn nhé, đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Nếu bạn nào đã từng sử dụng hoặc các bạn chưa sử dụng thì các bạn hãy tham khảo những người đã sử dụng chiếc Getra nhập khẩu máy 1.25 này thì các bạn biết nó tiết kiệm nhiên liệu như thế nào các bạn nhé, tiết kiệm nhiên liệu xăng như thế nào luôn. Và đó thực tế luôn, con xe này thì cực kỳ tiết kiệm nhiên xăng và nó bản cực kỳ cao. Và con này mình cam kết cho các bạn đó là xe thân vỏ zin 100%, máy nguyên, số nguyên, keo chỉ còn nguyên 100% và nội thất còn zin các bạn nhé. Bạn nào yêu con xe này alo cho mình. Và giá con này thì cũng rất ấn tượng nếu các bạn sử dụng con này. Con này mình bán 188 triệu các bạn nhé, 188 triệu Getra nhập khẩu, số sàn, bản đủ. Các bạn yêu alo cho bên mình. Và hôm nay thì bên mình có cả con Mitsubishi Triton dòng nhập khẩu các bạn nhé, đời 2012. Các bạn yêu alo cho mình, máy dầu các bạn nhé. Và hôm nay làm chi tiết về con Getra và xin mời các bạn quan sát tổng thể hình thức bên ngoài của con Getra. Bản nhập khẩu bản này nó được trang bị túi khí, hai túi khí bảo vệ người lái và ngồi bên cạnh, và bản ABS. Và các bạn quan sát nó khác hoàn toàn, nó được trang bị xi nhan gương và nó điều hòa là điều hòa tự động. Và các bạn quan sát là đèn đằng sau của xe Getra là nó đẹp cực kỳ luôn. Và riêng cái đèn này thì nó khác, các bạn quan sát là nó khác hoàn toàn với lại cái đèn xe lội các bạn nhé, khác với đèn xe lội luôn. Và các bạn quan sát là xe được trang bị là 5 quả la răng đúc theo xe còn zin như thế này các bạn nhé, còn nguyên bản theo xe 5 quả la răng của hãng DU, đăng kiểm tháng 3 năm 2022 các bạn nhé, dài vô tận, đời 2010, zin cả xe. Các bạn quan sát tất cả đồ zin nguyên hết. Đây, đèn theo xe là đèn Korea các bạn nhé, đèn Korea, mặt nạ ga lăng còn nguyên, đèn zin các bạn này, đèn nguyên bản theo xe luôn, nguyên bản theo xe. Biển đây là biển này là biển 29A, biển đúng đời đúng biển các bạn nhé, đúng đời đúng biển, đúng đời đúng biển luôn, chưa sang tên cho ai. Các bạn quan sát cái mặt nạ ga lăng nó còn nguyên bản luôn. Và đặc thù của dòng xe nhập là nó không có đèn gầm các bạn nhé, nó không có đèn gầm. Đây các bạn quan sát này, xe nhập là nó nguyên bản theo xe, nó không có đèn gầm. Đấy. Và nó được trang bị là hai xi nhan tai la răng. Thì đây các bạn quan sát này, ABS này, đĩa của nó còn rất mới các bạn nhé, rất mới luôn. La răng của nó các bạn quan sát là chưa bị bả, bị sơn, la răng zin còn nguyên bản các bạn này, còn nguyên bản. Đây các bạn này, xe đẹp như tranh luôn. Và các bạn quan sát cho mình là phần gầm, gầm của xe, lòng trong của gầm còn nguyên các bạn nhé. Và đáy gầm thì các bạn quan sát cái cao su kia của nó còn nguyên hai cao su gầm, chưa một mọt tí nào, cua lốp còn nguyên bản các bạn nhé, cua lốp còn zin. Đây các bạn quan sát, cua lốp còn nguyên bản luôn, đẹp như này các bạn này, cua lốp còn zin. Và đây thì các bạn quan sát đến ba bô lê của xe còn nguyên bản các bạn này, còn nguyên zin cái ba bô lê này. Đấy các bạn nhé, sơn sần, cao su, mọi cái còn zin. Con này cực kỳ đẹp luôn, sơn nguyên các bạn nhé, sơn nguyên đến 80% sơn zin luôn. Đấy các bạn, hơi trời trời các bạn quan sát này, hơi trời một tí nhưng nó zin 100% luôn. Bạn nào thực sự yêu con xe này alo cho bên mình. Con này là bản ABS các bạn ạ, ABS, nó chỉ có ABS tức là đĩa trước và tạc chống sau, nhưng nó là ABS các bạn nhé. Đây và các bạn quan sát này, đèn của xe thì các bạn quan sát nó đặc trưng của dòng xe nhập, đèn zin nó khác hoàn toàn và biểu tượng Getra của nó chưa một lần tháo ra. Đấy, cái DU
và nó cái đuôi gió là đuôi gió theo xe các bạn nhé, riêng xe nhập Gentra nó đuôi gió theo xe và có đèn phanh trên cao, có đèn phanh trên cao các bạn nhé. Đấy, đây các bạn này, bản EX này, EX này nhập khẩu này, các bạn quan sát này, đèn zin. Và đặc thù dòng này là nó được trang bị hai cảm biến lùi dòng nhập khẩu bản này, nó có là hai cảm biến lùi, là cảm biến lùi theo xe các bạn nhé. Đấy, được trang bị cảm biến lùi theo xe luôn. Và các bạn quan sát này, đèn biển số còn nguyên bản. Và cái biển này các bạn nhé, nó đẹp thì các bạn quan sát cái biển này, là các bạn quan sát một chiếc xe nó đẹp là nói lên tất cả, vì cái biển nó chưa bị phục hồi các bạn nhé, chưa phục hồi. Đấy, đèn trước đèn sau thì các bạn quan sát này. Và đây thì lòng trong của nó, các bạn bên quan sát là bên phụ này còn zin các bạn nhé, từ cao su của nó còn nguyên bản này, còn nguyên cao su cực kỳ. Và các bạn quan sát ở phần gầm đấy, bao bô lê gầm nó còn nguyên nữa các bạn nhé, đẹp cực kỳ luôn, rất ấn tượng. Gầm của nó sáng choang, các bạn quan sát này, gầm sáng choang luôn. Và một về chỉ sẵn đổ xăng là chạy thôi, con này sẵn đổ xăng là chạy các bạn này. Đây các bạn quan sát này, mới toanh, máy 1.25, cực kỳ tiết kiệm xăng, cực kỳ tiết kiệm xăng. Và con này tí nữa xe mình sẽ mở cái phần cốp cho các bạn quan sát thì cực kỳ đẹp các bạn nhé. Đây thì các bạn cứ quan sát tổng thể, chúng ta quan sát tổng thể một lượt xung quanh, rồi sau đó sẽ là chúng ta quan sát đến xung tọa xe, keo chỉ, keo cột của xe. Rất là mới và đẹp luôn. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến thân vỏ, keo cột, keo chỉ của xe. Đây các bạn quan sát này, từ gương quần gương zin các bạn nhé. Một chiếc xe đẹp thì các bạn quan sát cho mình. Đây các bạn nhé, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ ngoài vào trong luôn các bạn ạ. Một chiếc xe đẹp bản nhập khẩu, được trang bị gập gương. Đây các bạn xem, gập gương này. Đấy, gương gập điện, cụp xe, nó gọi là gương cụp xe các bạn nhé. Đó, bản ABS túi khí, đây túi khí các bạn nhé, bảo vệ người lái, và một túi khí là người ngồi bên cạnh các bạn nhé. Đấy, nó trang bị hai túi khí bảo vệ bên người, hai người luôn. Đây các bạn quan sát, nội thất thì trần sáng choang, ghế cực kỳ đẹp luôn. Đây các bạn quan sát này, xe nhập khẩu, nó có tem, tem dán ở đây các bạn nhé, đời 2010 các bạn này, tem nhập khẩu dán ở đây, đời 2010 đây. Đấy, rất là ok. Bản lề của nó thì các bạn quan sát này, chưa một lần chạm trổ. Con này 1.25, xe cực khỏe và đi tiết kiệm xăng. Dòng xe đặc thù, dòng xe nếu mà xe trong nước thì nó lại là 1.6 các bạn nhé, 1.6, nhưng dòng này nó nhập khẩu nó lại là chỉ có 1.2, cực đẹp. Con này nó là cốp điện. Đây các bạn quan sát này, nhựa zin, toàn bộ zin, kính zin hết tất cả, đồ nhựa rất là đẹp luôn, nguyên bản tất cả từ A đến Z luôn. Cam kết cho các bạn là con này chưa mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé, chưa mất phân keo chỉ nào cả. Đây các bạn quan sát thì bản lề nó này, nội thất này rất là sang trọng luôn. Đây và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến quần cốp của xe, cốp là cốp điện các bạn nhé. Đây chúng ta cốp, chúng ta ấn vào đây là mở cốp này. Đấy, mở cốp luôn. Và đây thì các bạn quan sát cho xe, toàn bộ lề nó cực kỳ đẹp các bạn nhé. Và đây, người ta rất ít đi và chở đồ đằng sau, người ta rất ít chở các bạn nhé, là mốc cả cái cốp này, mốc luôn. Đây các bạn nhé, mình lau cái là hết này các bạn nhé. Đấy, rất ít đi luôn, con này cực kỳ ít đi, chủ người ta ít đi cực kỳ luôn các bạn này. Và người ta rất hầu như là không chở đồ đằng sau này các bạn nhé, không chở đồ đằng sau luôn. Các bạn quan sát ok, cực kỳ đẹp. Đây, loa vẫn loa zin, loa zin theo xe. Đấy, cắm lại loa phát, loa này nó bị làm chạch ra một loa.
thôi để tí nữa mình cắm lại các bạn nhé. Đây, loa đây. Rất ok. Nỉ thì đây, các bạn quan sát này, phần nỉ zin và phần đây, tất cả mọi cái các bạn quan sát này, không bị chảy xước các bạn nhé. Không bị chảy xước một tí nào. Và đèn đây thì các bạn quan sát đây, đèn zin. Tuyệt đối luôn. Đấy. Đây, và xin mời các bạn chúng ta quan sát vấn đề sàn. Sàn của xe còn nguyên bản các bạn nhé. Còn nguyên bản này. Đây, phần sàn đây các bạn này. Nhìn phê luôn. Cực kỳ phê. Lốp dự phòng cho xe. Lốp dự phòng mới lắm. Vẫn còn rất mới này. Hầu như hình như nó chưa hạ luôn các bạn này. Chắc chỉ hạ được 1-2 lần thôi. Con này lốp dự phòng này chắc chỉ hạ 1-2 lần. Đấy, nó mất một cái cao chặn đây để lốp nó đỡ nhảy lên này. Cho trẻ trách đi thấy nó nhảy bình bình. Về mình sẽ làm cái giữ cái chặn lại. Đây các bạn nhé, quan sát, các bạn quan sát sàn này, cực kỳ đẹp. Và đây, nó hơi có một tí rỉ rỉ trời trời sơn nữa các bạn nhé. Hơi có một tí thôi. Nó đẹp cực kỳ luôn. Đấy, các bạn quan sát này. Đây, và xin mời các bạn chúng ta quan sát đến tổng thể đèn này. Máng nước của xe này còn nguyên. Và phần lề đây, các bạn quan sát lề này nhé. Lề nó này. Zin cả xe luôn. Đấy. Và xin mời các bạn chúng ta quan sát bên phụ của xe. Cua lốp của xe thì các bạn quan sát này, còn nguyên bản này. Rất là cân đối luôn. Xe nó rất là đẹp các bạn. Từng con vít lở, vít của xe còn nguyên các bạn nhé. Vít chắn bùn này còn nguyên luôn. Đây các bạn quan sát này. Thân vỏ thì con này mỏng tanh các bạn nhé. Cửa sau rất ít người mở luôn. Đây, mỏng tanh các bạn nhé. Mỏng tanh luôn. Không va đâm bất cứ chỗ nào cả. Đây, và xin mời các bạn chúng ta quan sát này. Đấy, phải đi ít đi bụi. Đây, xe luôn. Đây. Các bạn quan sát này, nếu mà đi nhiều cái này nó sẽ mòn hết các bạn nhé. Nó sẽ mòn bạc hết luôn. Đấy, nếu chúng ta đi nhiều và nó còn nguyên sơn này. Nguyên sơn, tay mở zin này. Mạ chrome. Đấy, tay mở zin. Con này rất ít đi. Từ cái thắt dây an toàn nó cũng bị, các bạn quan sát này, nó cũng bị mốc này. Các bạn nhé, nó cũng mốc cả dây an toàn luôn. Rất ít dùng luôn. Đây, xin mời các bạn chúng ta quan sát này. Keo chỉ zin cả xe. ABS bên phụ các bạn nhé. ABS bên phụ này. Và các bạn quan sát này, bậc của nó không bị chảy xước. Và sơn của nó sơn zin các bạn nhé. Sơn zin 100% luôn. Đấy các bạn quan sát. Ổ khóa nó này vàng ươm này. Sơn này. Chưa bị chạm cà lê một chút nào cả. Keo cột con này thì các bạn yên tâm là 100% là zin các bạn nhé. Cam kết cho các bạn luôn. Đẹp như tranh. Đây, và các bạn quan sát nội thất của xe. Thì các bạn quan sát được cái ghế này là người ta lên là ghế đỏ đen các bạn nhé. Đấy, người ta bọc ghế đỏ đen, nhìn rất là sang này. Như trong thì con này thì nỉ zin này các bạn nhé. Nỉ zin, con này vẫn còn nỉ zin trong xe này các bạn này. Nếu bạn nào thích thì bỏ cái lề này ra thì trong này nỉ zin các bạn nhé. Còn nguyên cốp của xe này. Đấy. Dòng xe nhập thì bao giờ cái cốp của nó là có cái tem nhập khẩu này. Tem nhập khẩu. Và nội thất của xe thì con này là nó vẫn là nguyên nội thất các bạn nhé. Vẫn nguyên nội thất theo xe là đọc cắm USB các bạn nhé. Cổng này, cổng USB này, cổng aux này. Đấy, USB cắm ở đây và aux cắm ở đây. Thì các bạn quan sát này nó vẫn còn nguyên này. Vẫn nguyên hết này. Và đây thì các bạn quan sát nó chạy đĩa này. Đĩa này. Aux đường điện thoại này. Radio FM này các bạn nhé. Đây. Cực kỳ ok luôn. Khóa này, khóa gì theo xe này. Vô lăng ngủ số cực kỳ đẹp.
Và đặc biệt thì các bạn quan sát này, đồng hồ giờ người ta còn chưa bóc ni lông các bạn này, còn chưa bóc ni lông ra các bạn nhé. Đấy. Rất là ok. Đó đây, nguyên tem này. Đấy. Xe nhập rất đáng giá, chắc chắn, bền bỉ. Coi đây, phần vô lăng của số các bạn này, rất ít sử dụng các bạn nhé. Đây, vẫn còn nguyên tem này các bạn này, tem đây. Đấy. Tem này vẫn còn đây. Áo số này, áo số zin này các bạn này. Củ số cực đẹp này các bạn này. Và đây, thì dòng này nó cốp đồ thì nó rất là khoang, chỉ hình để đồ sau thì nó có cốc để nước dưới này các bạn nhé. Đây nữa này. Đây này. Và đây, nó có cả cái chế độ là chúng ta để hai cốc nước vào đây các bạn nhé. Chúng ta để hai cốc nước vào đây. Và gạt tàn đây các bạn này. Rất mới luôn, rất ít sử dụng. Đây. Và châm thuốc của nó vẫn còn nguyên bản các bạn này. Châm thuốc này. Rồi. Sao bật cho chú cái máy kìa. Đây xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần nội thất là gương kính chỉnh điện các bạn nhé. Đây thì mình sẽ quay cho các bạn kính điện này. Nói chung xe này thì các bạn mua về sẵn dùng, không một lỗi nhỏ, đăng kiểm dài các bạn nhé. Đăng kiểm dài, không lỗi nhỏ luôn. Đấy. Đây, đến phần gương kính chỉnh điện các bạn nhé. Và đây, thì dòng này là nó, dòng này các bạn quan sát là xe nhập là có gập gương các bạn nhé. Đấy, nó có gập gương này. Đấy. Nó y như vai ớt các bạn. Vai ớt tầm vai ớt nếu mà e xịn là nó có gập gương, chế độ gập gương. Là chúng ta không phải đấu độ gì cả. Và đây, thì chúng ta chuyển sang là chỉnh gương đây các bạn nhé. Đây, chỉnh gương điện đây. Trái phải đây. Đây, mình sẽ chỉnh cho các bạn này. Rất ok. Đấy, đây mình sẽ chỉnh ra bên phụ cho các bạn này. Rất tuyệt vời. Rất ok. Và con này nó được trang bị là cảm biến lùi các bạn nhé. Đây cảm biến lùi này. Đấy. Sao đứng đằng sau cho chú chưa nào? Đây. Đây các bạn nhé. Đây, nếu cảm biến lùi nó có chạm vạch các thứ. Đứng gần. Đứng gần vào cho nó kêu, đứng gần xem nào. Đấy các bạn nhé. Đấy, nếu mà trường hợp người tới lại gần, gần sát nào nó sẽ kêu các bạn nhé. Đấy. Đồng hồ rất đẹp luôn. Mọi cái rất ok. Bạn mua về sẵn sử dụng thôi. Chúng ta không phải làm gì. Xe không taxi dịch vụ, nhìn cái trần nó phê luôn các bạn nhé. Và bản xe nhập đấy nó rất là hiếm. Đây xin mời các bạn chúng ta quan sát đến phần máy của xe. Đèn của xe là đèn zin các bạn nhé. Đèn zin theo xe luôn. Đây các bạn này, để mình tắt đèn đi thì các bạn sẽ nhìn rõ hơn là phần đèn. Đây các bạn nhé. Đèn xịn luôn. Korea. Đấy. Đèn zin. Đầu đít không chạm trồ tí nào. Cabo chưa mở bao giờ các bạn nhé. Chưa mở bao giờ luôn. Đây. Tem răng của xe còn nguyên bản này. Con này nó mới chạy được có hơn chục vạn các bạn nhé. Hơn chục vạn km thôi. Máy thì thầm các bạn nhé. Máy thì thầm luôn. Đang lổ. Máy nguyên từng con ốc luôn. Đây các bạn này. Máy zin các bạn nhé. Máy hầu như người ta không sử dụng mấy cả. Rất là sáng luôn. Từng ngõ ngách của xe. Đấy, các bạn quan sát này. Đây. Các bạn quan sát này. Rất là mới luôn. Đây, tem nhập khẩu này. Các bạn này. Đây, tem số các bạn nhé.
Đây các bạn quan sát, các bạn quan sát là cái tem số này. Đấy, tem số của nó còn nguyên tem số này. Số chưa dỡ ra bao giờ. Đây các bạn quan sát này. Từ cái cả biến chân không các bạn này nhìn này. Đấy còn nguyên này. Và tem hộp số này, các bạn ở dưới này. Chữ H4 các bạn nhé. Còn nguyên zin tất cả. Và cabo thì các bạn quan sát là cabo nhập thì nó có tem của nó này. Đây. Đầu đít của xe thì zin 100%. Ốc cabo chưa hề chạm các bạn này. Và hai phần máng nước của xe thì chúng ta không chê vào đâu được rồi. Các bạn không chê vào đâu được rồi. Thì nó là zin hết rồi. Đây, thì các bạn quan sát này. Đèn nó đèn này. Đèn xịn hết các bạn nhé. Korea này. Một chiếc xe rất là đẹp luôn để cho quý vị và các bạn sử dụng. Kính zin từ trước ra sau. Đăng kiểm dài. Đăng kiểm dài các bạn này. Kính zin của xe này các bạn nhé. Đấy, tất cả zin hết. Và bạn nào có nhu cầu sử dụng chiếc xe Grand Cha đẹp như tranh này thì các bạn hãy liên hệ bên mình để được biết thông tin chi tiết của xe và được cập nhật video cụ thể về con xe này, thì các bạn alo cho bên mình. Và đây xin mời các bạn chúng ta quan sát gầm của xe. Không một tí dầu nào gọi là rớt ra các bạn nhé. Không có tí dầu nó rớt ra cả. Không đấy. Đấy các bạn quan sát này. Khô rông. Xe đẹp là phải vậy các bạn nhé. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn như trên, mình đã giới thiệu chi tiết cụ thể về con Getcha nhập khẩu đời 2010. Tư nhân chính chủ từ mới. Các bạn chính chủ từ mới. Xe thì đẹp lép căng. Bạn nào có nhu cầu sử dụng chiếc xe này, alo cho bên mình để được biết thông tin chi tiết. Và một lần nữa, mình chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.